Chào các em. Chào các em. Chào mừng các em đến với lớp học trực tuyến môn địa lý của chúng tôi. Hôm nay chúng ta cùng vào bài mở đầu. Bài 7: Liên minh châu Âu EU. EU hợp tác liên kết để cùng phát triển. Nội dung: Thị trường chung châu Âu. 1. Tự do lưu thông. 2. Euro đồng tiền chung châu Âu. 2. La mã hợp tác trong sản xuất và dịch vụ. Gồm có 2 phần: 1. Sản xuất máy bay Airbus và 2. Đường hầm giao thông dưới biển Manchester. 3. La mã liên kết vùng châu Âu. 1. Khái niệm liên kết vùng châu Âu. 2. Liên kết vùng Mediterranean. Chúng ta cùng đến với phần 1 La mã. Thị trường chung châu Âu. 1. Tự do lưu thông. Từ ngày 1 tháng 1 năm 1993, EU đã thiết lập thị trường chung. Đây, chúng ta cùng có một cái sơ đồ. Tự do lưu thông thì nó gồm có là 4 phần: tự do di chuyển, tự do lưu thông dịch vụ, tự do lưu thông hàng hóa, tự do lưu thông tiền vốn. Về lợi ích thì là sẽ xóa bỏ trở ngại trong phát triển kinh tế. Xóa bỏ trở ngại trong phát triển kinh tế. Thực hiện chung một chính sách thương mại với nước ngoài EU. Thì tăng cường sức mạnh kinh tế và khả năng cạnh tranh của EU. Một, tự do lưu thông. 2. Euro đồng tiền chung châu Âu. Tờ tiền này thì là tờ tiền đồng mark của Đức. Còn đây là đồng tiền của franc của Luxembourg. Đây là đồng florin của Hà Lan. Và đây là lira của Italia. Đồng tola của Slovenia. Đây là đồng marka của Phần Lan. Đồng shilling của Áo. Và đây là đồng euro mới.
Euro đồng tiền chung của EU chính thức được đưa vào giao dịch và thanh toán từ năm 1999. Năm 2004 thì có 13 nước thành viên sử dụng đồng euro làm đồng tiền chung. Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu, euro. Sự ra đời của đồng euro là bước tiến mới cho sự liên kết, là ảnh biểu tượng cho sự đoàn kết và thống nhất trong EU, đưa lại nhiều lợi ích, để đàn lân sau cái sức cạnh tranh, xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ. Thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU, đơn giản hóa công tác kế toán các doanh nghiệp đa quốc gia. Hai La Mã: hợp tác trong sản xuất và dịch vụ. Một, sản xuất máy bay Airbus. Trụ sở chính Toulouse, Pháp do Đức, Anh và Pháp sáng lập. Cạnh tranh hiệu quả với các hãng sản xuất máy bay hàng đầu của Hoa Kỳ. Các nước EU hợp tác chặt chẽ với nhau trong việc chế tạo các loại Airbus nổi tiếng thế giới. Hợp tác trong sản xuất và dịch vụ. Một, sản xuất máy bay Airbus. Hoạt động của các cơ quan đầu não EU. Airbus A380, tòa nhà di động trên không, dài 142 m, sải cánh rộng 74 m,
có 2 tầng. Bày cửa lên xuống, chở tối đa tới 800 người và bay liên tục 17.000 km mà không cần phải tiếp xăng. Đây là siêu máy bay A380 của hãng Airbus. Đây, sử dụng sợi kim loại nhẹ hơn các loại vật liệu cũ 11-14%. Về bốn động cơ Rolls-Royce Trent 900 hoặc Airbus Alency GP7200. Về chiều cao thì là 24,1 m, chiều dài 72,6 m, để sải cánh là 79,8 m. Đây là quá trình sản xuất máy bay Airbus. Trong máy bay này thì có rất nhiều tiện nghi cũng như là các quán bar sang trọng phòng 8 năm sao. Ghế ngồi phổ thông hiện đại. Về hợp tác trong sản xuất và dịch vụ thì sản xuất máy bay Airbus, đường hầm giao thông dưới biển Băng Sơ là một đường hầm sắt dài 50 km bên dưới biển Băng Sơ, nối liền nước Anh với châu Âu lục địa, hoàn thành năm 1994. Với đường hầm này thì hàng hóa có thể vận chuyển trực tiếp từ Anh sang châu Âu lục địa và ngược lại mà không cần dùng đến phà. Hai nhỏ, đường hầm giao thông dưới biển Măng Sơ. Đây, nhìn vào cái sơ đồ này, đây là biển Măng Sơ. Đó, về bến xe. Đây đường hầm, đây biển Măng Sơ Pháp. Đây, sơ đồ về đường hầm này. Đường hầm có đường sắt này. Đây là đường thông khí. Và đây chính là đường cứu hộ. Và đây là đường hầm nối thông. Đây, đường cứu hộ đây. Hợp tác sản xuất trong dịch vụ đây. Thì đường hầm eo biển gồm có 3 đường riêng, 2 đường hầm sắt rộng 7,6 m, dài 50 km, và hầm dịch vụ rộng 4,8 m ở giữa. Độ sâu trung bình của 3 hầm là 45 m dưới đáy biển. Ngoài ra, các nước EU còn hợp tác sản xuất tên lửa Ariane dưới thẩm quyền của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu ESA và nhiều dự án khác.
Tên lửa của Ariane. Tên lửa Ariane. À. Ba La Mã liên kết vùng châu Âu. Một, khái niệm liên kết vùng châu Âu. Hai, liên kết vùng Mediterranean. Chúng ta cùng đến với câu hỏi củng cố bài. Câu 1. Dòng tiền chung EU được sử dụng từ năm nào? A. Năm 1997. B. Năm 1998. C. Năm 2000. Và D. Năm 1999. Các bạn hãy suy nghĩ câu hỏi này trong vòng 1 phút. Đáp án của chúng ta là đáp án D. Các bạn nào ra đáp án đúng như thế này không ạ? À? Rồi, có rất nhiều bạn có đáp án đúng. Câu 2. Ý nào sau đây không phải là lợi ích của việc sử dụng đồng tiền chung châu Âu? A. Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu. B. Trong buôn bán không phải chịu thuế giá trị gia tăng giữa các nước. C. Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia. D. Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU. Các bạn hãy suy nghĩ đáp án câu hỏi này trong vòng 1 phút.
Có bao nhiêu bạn đưa ra đáp án đúng? Đáp án của chúng ta đó là đáp án B. Trong buôn bán không phải chịu thuế giá trị gia tăng giữa các nước. Câu 3. Đường hầm giao thông dưới biển Manche nối trực tiếp nước Anh với nước nào ở châu Âu? A là ở Tây Ban Nha, B ở Đức, C Pháp và D Thụy Điển. Chúng ta cùng suy nghĩ cho câu hỏi này. Các bạn cố gắng chúng ta suy nghĩ để đưa ra đáp án đúng. Đáp án của chúng ta là đáp án B, C là Pháp. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ tư. Việc hình thành thị trường chung châu Âu tạo thuận lợi gì cho các hãng vận tải hoạt động ở châu Âu? A. Tiết kiệm nguyên liệu khi vận chuyển.
B. Giảm thời gian qua các biên giới. C. Bắt buộc nhằm tránh nguy cơ xung đột. Và D. Tự nguyện vì mục đích bảo vệ hòa bình. Các bạn cùng suy nghĩ câu hỏi này trong vòng 1 phút. Có bao nhiêu bạn đưa ra đáp án rồi? Tôi sẽ đưa ra câu hỏi đáp án đúng. Đó là đáp án B. Giảm thời gian ở biên giới. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ 5. Khi sử dụng đồng tiền chung EU, gặp khó khăn nào dưới đây? A. Gây tình trạng giá hàng tiêu dùng tăng cao và dẫn tới lạm phát. B. Làm phức tạp hóa công tác kế toán. Của các doanh nghiệp đa quốc gia. Tăng tính rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ. Vấn đề gây trở ngại cho việc chuyển giao vốn trong EU. Các bạn cùng suy nghĩ câu hỏi này. Bạn Quỳnh Anh có câu trả lời chưa? Rồi, rồi. Cảm ơn bạn nha. Đúng một trăm mười cung. Đáp án của chúng ta là đáp án A. Gây nên tình trạng hàng giá hàng tiêu dùng tăng cao và dẫn tới lạm phát. Chúng ta cùng đến với bài bài 2. Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế. Một là mã xu hướng toàn cầu hóa kinh tế.
Khái niệm toàn cầu hóa. Đây là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt. Dạ. Dạ. Kia bố. Đó con trả hai cái bên mai mai. Đấy bố ấy đi, con mới rửa mà. Hôm nay bố không rửa, khi bấm phát nó bay cái lắp ra. Ấy xong bố để con vệ sinh. Dạ. Bố đóng cửa bố. Không bố bia tải dễ mà bố. Không bố trải dễ mà bố. Bố mình trải dễ hơn. Dạ. Đó con đấy tự trải mà. Bây giờ nó dễ rồi. Vâng. Trải bố chứ trải được bình thường ấy. Vâng. Trải như trải bình thường ấy bố. Như mình trải được ấy bố. Nó đều hết mà bố. Con bố. Một, toàn cầu hóa kinh tế. A. Thương mại thế giới phát triển mạnh. Tốc độ tăng trưởng thương mại luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Trong sự nghiệp của thương mại thế giới có vai trò quan trọng của WTO. WTO là một tổ chức quốc tế đặt trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ, có chức năng giám sát các hiệp định thương mại giữa các nước thành viên với nhau. Thì ngày 11 tháng 1 năm 2007 thì Việt Nam là thành viên chính thức thứ 150 của WTO. B. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh. Đầu tư nước ngoài tăng từ 1.774 tỷ USD năm 1990 lên 8.895 tỷ USD năm 2004, gấp hơn 5 lần. Dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vân vân. C. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng. Nhiều ngân hàng của các nước trên thế giới được liên kết với nhau. Các tổ chức tài chính quốc tế được hình thành như IMF và WB có vai trò quan trọng trong sự nghiệp sự phát triển nền kinh tế toàn cầu và trong đời sống kinh tế xã hội của các quốc gia. Tính đến tháng 6 năm 2021, tổng cộng có trên 52 chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. T. Chi nhánh Banh, Pháp Banh, rất nhiều. Coca-Cola, Pepsi, Letty và Intel. Trên thế giới hiện có khoảng 60.000 công ty đa quốc gia, chiếm khoảng 70%
chiếm khoảng 70% tổng kim ngạch buôn bán của thế giới. Trong đó thì có khoảng 500 công ty đa quốc gia khổng lồ chiếm 1 phần 2 thị trường, từ 80% đến 90% công nghệ cao, thúc đẩy sản xuất và tăng trưởng toàn cầu. D. Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn. Phạm vi hoạt động rộng trên nhiều quốc gia. Nắm nguồn của cải vật chất lớn. Chi phối nhiều ngành kinh tế quan trọng. Hai, hệ quả của việc toàn cầu hóa kinh tế, mặt tích cực. Thúc đẩy sản xuất, phát triển và tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ví dụ, thành tựu của công ty công nghệ tin học và viễn thông đã làm tăng vọt các năng lực sản xuất và các luồng thông tin, kích thích cạnh tranh, thu hẹp khoảng cách không gian và thời gian, tạo điều kiện cho quá trình toàn cầu hóa. Đẩy nhanh đầu tư và khai thác triệt để khoa học công nghệ, tăng cường sự hợp tác quốc tế. Ví dụ, nền kinh tế thực sự toàn cầu hóa đã chiếm một nửa toàn bộ hoạt động kinh tế của loài người và đang tăng lên nhanh chóng. B. Tiêu cực. Làm gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo trong từng quốc gia và giữa các nước. Ví dụ, toàn cầu hóa về tài chính có khả năng mang lại nguồn vốn cho các nước đang phát triển nếu các nước này biết khai thác một cách khôn ngoan, tận dụng được cơ hội và tránh được những hiểm họa. Tuy nhiên, có nhiều quốc gia đang phát triển nợ nước ngoài ngày càng nhiều và không có khả năng trả nợ. Hai là mã xu hướng khu vực hóa. Một, các tổ chức liên kết kinh tế khu vực. Nguyên nhân và cơ sở hình thành các tổ chức liên kết kinh tế khu vực. Nguyên nhân do sự phát triển không đều và sức ép cạnh tranh trong các khu vực trên thế giới. Về cơ sở, những quốc gia có nét tương đồng về địa lý, văn hóa, xã hội hoặc có chung mục tiêu, lợi ích phát triển đã liên kết lại với nhau thành các tổ chức liên kết kinh tế đặc thù. Đây, ASEAN Member Country. Country. Mục tiêu chính của ASEAN: đoàn kết và hợp tác, một ASEAN hòa bình, ổn định cùng phát triển.
Lata. Năm thành lập năm 1994, dân số 435,7 triệu người năm 2005. GDP bình quân 1 tỷ 13 tỷ. Đúng ra nó là 13 tỷ 323,8 USD. North, phía Tây. American Free Trade Agreement, EU. Năm thành lập năm 1957, số dân là 457,7 triệu người. GDP bình quân thì là 12.690,5 tỷ USD. Số nước thành viên là 27. European Union. ASEAN thì là Association of Southeast Asian Nations. Năm thành lập năm 1967. Số dân 555,3 triệu người. GDP là 779,9 tỷ USD.
APEC thì là năm thành lập là chúng ta nhìn đây là năm 1989, dân số là 2 triệu người, GDP là 23,008,1 tỷ USD, 23.000. Mercosur năm thành lập là năm 1991, dân số là 232,4 triệu người, GDP bình quân là 776,6 tỷ người. Hệ quả của khu vực hóa về mặt tích cực, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế, tăng cường tự do hóa thương mại và đầu tư dịch vụ, thúc đẩy quá trình mở cửa thị trường từng nước, tạo lập những thị trường khu vực rộng lớn, thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa. Về mặt tiêu cực, đặt ra nhiều vấn đề phức tạp cần phải giải quyết. Tự chủ về kinh tế, quyền lực quốc gia và tranh chấp quyền lợi. Khả năng cạnh tranh khu vực. Câu 1. Nhận thức không đúng về xu hướng toàn cầu hóa là gì? A. Quá trình liên kết giữa các quốc gia trên thế giới chỉ về kinh tế. B. Quá trình liên kết giữa các mối quốc gia trên thế giới về nhiều mặt. C. Có tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của nền kinh tế xã hội thế giới. D. Toàn cầu hóa liên kết giữa các quốc gia từ kinh tế đến văn hóa, khoa học. Các em cùng suy nghĩ câu hỏi này trong vòng 1 phút nha. Câu hỏi này cũng đơn giản thôi. Các em đã có suy nghĩ chưa? 1 phút thôi nha. Tôi sẽ đưa ra đáp án, đó là đáp án A. Bạn kia đã đi tắm rồi sao đây? Bạn đã đi tắm rồi sao mà trông đầu tóc ướt thế? Đó là quá trình liên kết giữa các quốc gia trên thế giới chỉ về kinh tế. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai. Xu hướng toàn cầu không có biểu hiện nào sau đây? A. Duyệt. Duyệt chưa? Đấy, đấy là bản A. Thương mại thế giới phát triển mạnh. B. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh để được 200.000. C. Thị trường tài chính quốc tế thu hẹp. Nếu mà được 5 thì sẽ được 200. Bản đáp án D. Nào, bắt đầu công năng nghe đi. Chưa có các em ạ.
Các công ty xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn. Các em cùng suy nghĩ đáp án câu hỏi này trong vòng 1 phút nhé. Để thầy đi kiểm tra cái mail cái. Được rồi, xin chúc mừng rồi. Xin chúc mừng rồi các bạn ạ. Xin chúc mừng. Đâu này là xin chúc mừng rồi. Có bao nhiêu bạn đưa ra đáp án đúng rồi? Tôi sẽ đưa ra đáp án như sau. Ở đáp án C, thị trường tài chính quốc tế thu hẹp. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ ba. Đâu không phải là hệ quả của toàn cầu hóa là A. Tăng cường các hợp tác quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. B. Đẩy mạnh đầu tư và tăng trưởng cường sự hợp tác của quốc tế. C. Làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo. D. Vai trò của các công ty xuyên quốc gia ngày càng giảm. Chúng ta cùng suy nghĩ câu hỏi này trong vòng 1 phút nhé. Các bạn nào đưa ra đáp án chưa ạ? Rồi, rất nhiều bạn đã đưa ra đáp án. Tôi sẽ đưa ra đáp án, đó là đáp án D. Vai trò của các công ty xuyên quốc gia ngày càng giảm. Câu 4. Đâu không phải là cơ sở hình thành các tổ chức liên kết kinh tế khu vực. A.
những quốc gia có nét tương đồng về địa lý. B. Những quốc gia có nét tương đồng về văn hóa xã hội. C. Những quốc gia có chung mục tiêu, lợi ích phát triển. D. Những quốc gia có tiềm lực mạnh về kinh tế. Có bao nhiêu bạn đưa ra đáp án? Có bao nhiêu bạn đưa ra đáp án rồi? Tôi đưa ra đáp án nhé. Đáp án D. Những quốc gia có tiềm lực mạnh về kinh tế. Câu hỏi 5. Mục tiêu chủ yếu nhất khi các nước tham gia vào quá trình toàn cầu hóa là: A. Vì bảo vệ độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia. B. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp và chuyển giao công nghệ. C. Đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững. D. Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Các bạn cùng suy nghĩ đáp án câu hỏi này đi. Có bao nhiêu bạn đưa ra đáp án đúng cho câu trả lời này, câu hỏi này? Đó là đáp án B. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp và chuyển giao công nghệ. Chúng ta cùng đến với bài học tiếp theo. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển. Nội dung: khái quát về Biển Đông. Ảnh hưởng của Biển Đông đến tài nguyên Việt Nam.
khí hậu, địa hình, hệ sinh thái, tài nguyên và thiên tai. Một, khái quát về Biển Đông. Đây, Biển Đông. Là biển rộng lớn thứ hai trong các biển của Thái Bình Dương. Có eo Basi, eo Ma, Lekka. Là vùng biển tương đối kín. Đây, mũi tên màu màu xanh da trời, đó là gió mùa của mùa đông. Đây, chỉ tuyến Bắc Nam. Đấy, đây là Bắc. Còn đây là gió, màu mũi tên màu đỏ là gió mùa của mùa hạ. Từ biển vào. Đấy, tới xích đạo. Nằm ở trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa, có đặc tính nóng ẩm và chịu ảnh hưởng của gió mùa. Đặc điểm hải hải văn Biển Đông, tư liệu về nhiệt độ thì trung bình năm của nước biển ở tầng mặt là 23 độ C, có sự thay đổi theo thời gian và có sự biến động lớn. Độ mặn thuộc loại cao trên thế giới, trung bình khoảng 30-33%. Thế giới 32%. Độ mặn phân hóa theo không gian và thời gian. Sóng. Sóng trên Biển Đông rất lớn. Độ cao sóng trung bình khoảng 0,7-1 m. Cực đại đạt đến 5 m. Khi có bão trên 6 m. Về thủy triều. Thuộc loại lớn trên thế giới, thủy triều có ảnh hưởng lớn đến thiên nhiên, vùng ven biển và đồng bằng châu thổ, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng. Về hải lưu, do Biển Đông tương đối kín nên các dòng hải lưu cũng chảy thành vòng tương đối kín. Trong mùa đông, hải lưu có hướng đông bắc tây nam, mùa hạ hải lưu chảy theo hướng ngược lại. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Các em về ôn lại bài để chúng ta chuẩn bị cho tiết học của lần sau. Chào các em.